Hello cả nhà, hôm nay thì đại gia đình của mình sẽ đi ăn buffet. Mấy cậu mợ với lại dì Dượng qua đây chắc cũng cỡ khoảng 3 tuần hơn rồi. Hôm nay một cái ngày mà mọi người đều rảnh, cho nên là quyết định với nhau là đi vô trong đây để ăn tối. Thì sẵn cho mấy cậu mợ dì Dượng cũng biết là đi ăn buffet ở bên Mỹ đó, thì có những đồ ăn gì với lại ăn thử coi có ngon hay không. Xin mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn cùng đi theo với gia đình nha. Bây giờ đi ra lấy đồ ăn hay sao? Mọi người tủa ra lấy đồ ăn, bây giờ mình sẽ đi lấy seafood mình ăn trước. Đây cua, vô đây là mình sẽ ăn cua nha. Rau gì? Tám là lấy con tôm đỏ ăn rồi ta. Trời ơi, chưa chân hai dĩa rồi. Đó này mợ dì ba với mợ năm. Đây là thịt bò, nguyên một tảng thịt bò luôn. Để qua lấy cái nghêu này ngon lắm á dì ba. Dạ con chờ lấy cái nghêu đó. Lấy cho con luôn. Không em ăn sát đơn chút xíu ạ. Rồi được rồi chị ba. Rồi cái này là đậu que người ta xào hay vậy nè, ăn rất là ngon nha. Broccoli xào thịt bò, nấm. Còn đây là thịt gà nè. Cái này là mực xào với lại bí. Lấy một miếng đi. Nghêu hồi nãy mình lấy rồi, tôm. Để coi lấy qua đằng đây thì có cơm với mì. Lấy một ít mì nè. Đó, có bắp luộc nè, có rau fit nè, rau fit là mình một hồi mình phải tới mình lấy. Cái này đậu hũ. Rồi có bốn loại súp. Bên đó là có nguyên một hàng mấy cái đồ tươi để mình anh làm gì vậy? Anh chờ cái gì vậy? Anh có là ăn cái đó không? Út chợ không? Cái thịt bò nó ăn không biết có dai không Út ha? Ăn thử.
Có kỳ hả? Chứ ăn thì nó đậm đà ngon á, nhưng mà dai hay không thôi. Dạ. Anh có bỏ khóm không? Ờ, có bỏ khóm cho mới ngon. Dạ, khóm á. Dạ. Anh lấy cho em mì, khóm với lại nấm thôi. Với lại hành tây. Mì, khóm, nấm với hành tây. Anh bỏ cái này cho Hay Đình anh. Hay Đình thích ăn cái này nè. Cái dĩa này của em anh để đừng có cay nha, để cho Hay Đình nó ăn ké chứ. Hay Đình thích ăn cái này nè. Cái này là thịt cua giả. Không, em ăn tôm đâu. Wow, ngon chết. Quá ngon. Mỗi khi mà nhà mình mà đi ăn buffet là thường thích chọn cái chỗ buffet chỗ này ngay góc đường Julius với lại đường Catala. Đồ ăn rất là hấp dẫn. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn tối nha. Cái cua này vừa ăn ngon á. Rồi xuống ăn đi ông ơi. Ăn nữa đi chín, lấy đồ ăn ăn. Quá chừng đồ ăn luôn. Lấy một lần lấy một bàn vậy nè. Làm biếng. Cái dĩa đó của anh hay của em nhỉ? Của anh hả? Cái chỗ này đồ ăn rất là ngon. Chỗ này Hay Đình đòi mà, đòi tới đây ăn mà. Đúng. Chỗ này đồ ăn ngon hơn chỗ kia. Vô đây là phải ăn mấy cái con này nè. Đợt này ăn thấy nó ngọt, nó ngon. Con này đợt này ăn á, gặp không anh? Ngọt ngay luôn. Ngon, cái thịt nó chắc chứ nó không phải bở. Để con này ăn là phải nhỏ. Sao bên đó ăn im lặng quá vậy ta? Ngon quá, ăn mắt ăn không à, chưa nói rồi. Ăn xong rồi nói sao? Lấy đồ ăn đi chết. Ăn trái cây rồi hả gì ba? Nhanh vậy? Chưa cho ăn trái cây rồi, mới ngồi xuống ăn một hai dĩa ăn trái cây rồi. Đây xà lách nè. Nguyên một cái quầy xà lách luôn. Con lấy súp. Súp cậu Chính ăn cái súp này ngon nè, nó chua chua. Dạ, nó có nấm với lại nấm trong đó. Còn không thì cái đó húp từng nước canh chua. Dạ. Cái đó giống như canh chua đúng rồi. Hay Đình nó vô đây là nó chỉ mê cái pizza không mà cả nhà. Bỏ tiền cho nó vô đây ăn mà nó ăn pizza không mà. Nó nhiều món dễ sợ không. Cái này bánh mì ở trong, bên trong nó có nhân nè. Wow, cái này là hem. Nguyên một cái cây hem lớn dễ sợ không. Còn cái này là cái món, không biết món gì nữa. Hình như là thịt gà, tôm. Để coi thử coi. À, đúng rồi, món thịt gà nè. Honey chicken teriyaki, teriyaki. Này cánh gà chiên nè. Mình lấy một cái bánh bao. Thích ăn cái bánh bao này. Bánh bao này nhưng bên trong nó là như là
ca vé gì đó, ăn ngon lắm. Hình như là cái này là hành tây họ chiên nè, còn cái này là khoai, cái này là bí chứ, bí rợ chiên. Đây, thích cái này nữa nè. Bên đây là quầy sushi. Sushi nhưng mà mình chỉ ăn được mấy cái loại mà nó chín thôi. Lấy một hai cái. Ăn sushi là phải ăn mấy cái loại mà còn sống, thịt cá sống thì nghe nói là ăn được thì rất là ngon. Đây nè. Nhiều dễ sợ không? Anh lấy gì anh? Anh lấy gì à? Lấy súp chưa? Ăn súp chưa? Chưa tới món súp hả? Chưa cho mọi người ăn trái cây rồi. Chính lấy cho chính. Đừng nói con lấy trái cây nha. Phải ăn vậy chứ, chưa gì trơn cho ăn trái cây rồi. Cái súp này nó có cái mùi măng, nghĩa là nó chua chua, ăn nó không có ngán. Mọi người ăn xong rồi để tám lại nha. Ai đó được ốc đang rung tay vẫn rồi. Cái này là đang rung tay. Ra đi. Đang rung tay hả? Lên máu hả?